Hello, kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mình xin kính chúc quý vị cuối tuần được vui vẻ nha. Hiện giờ là mình đang đứng trước vườn của nhà mình. Nên quý vị có thấy hai cái chậu hoa đẹp không? Do mình tự mua về từ nhỏ rồi mình chăm sóc nó mỗi ngày đó. Đó thì hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị cái thông tin là ông xã mình có đăng ký học thêm cho mấy đứa con của mình đó. Mấy đứa con mình thì chỉ mới học trường tiểu học thôi thì ảnh đăng ký cho mấy tụi nó học ở trường Cedar Island ở thành phố Maplecrow cũng ở gần nhà mình, nhưng mà chỉ là đi học thêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tuần này thôi. Thì hôm nay là thứ sáu rồi thì chỉ có 4 ngày thôi. Thì nói chung là trường học người ta tổ chức học cho các em thì cũng rất là tốt. Tại vì mỗi mỗi buổi sáng khi mà chở mấy đứa con vô thì có một người đứng ra để mà giống như là đo nhiệt độ cho các em, rồi ghi nhiệt độ thân nhiệt của các em xuống, rồi mới cho vô trường. Thì trước khi vô lớp thì cô giáo cũng kêu các em là phải đi 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 rửa tay xong rồi mới vô trường, mới vô lớp được. Thì trong lúc học á, thì bắt đầu vô trường thì các em cũng phải đeo khẩu trang hết. Thì mình thấy như vậy cũng rất là tốt, nhưng mà một lớp thì chỉ có giới hạn mấy em thôi. Khoảng giống như ngày xưa một lớp 30 em thì bây giờ một lớp là cho 15 em thôi. Thì cách đây 2 tuần thì ở trường học cũng có gọi điện hỏi ý kiến của phụ huynh là năm nay nên cho các em học ở ở trường hay là ở nhà, hoặc là học ở trường mấy tiếng rồi ở nhà, ở trường mấy ngày rồi ở nhà mấy ngày, rồi có khó khăn gì khi con em học online hay không. Rồi nói chung là người ta gọi cho phụ huynh để người ta hỏi ý kiến của phụ huynh. Có người thì cho con em học một tuần 2 ngày, học ở nhà 3 ngày. Rồi có ý kiến phụ huynh thì nói là thôi tôi sợ con tôi bệnh quá thì tôi muốn cho con tôi học ở nhà thôi. Thì từ đó người ta mới rút ra cái kết luận là cái ý kiến nào mà nhiều phần trăm nhất á, thì người ta sẽ áp dụng cái ý kiến đó. Thì cho đến nay thì cũng chưa biết là mùa tựu trường năm nay sẽ học như thế nào, nhưng mà theo như ý kiến của mình á, thì tại vì con mình nó cũng là con nít đó, thì nó cần phải gặp gỡ bạn bè, cô giáo, thầy giáo đồ này kia để mà học ở trên trường. Thì ý kiến của mình nói là mình cho con mình học ở trường 2 ngày, học ở nhà 3 ngày. Thì người ta nói là khi mà học ở trường á, thì các em phải đeo khẩu trang trong lúc học, trong lúc ở trong lớp. Rồi mỗi đứa phải ngồi cách xa nhau ra khoảng 6 feet là khoảng 2 mét. Rồi có thầy cô giáo đồ coi ngó các em, tại vì người ta cũng sợ bệnh á, sợ các em bệnh rồi này kia. Thì nói tóm lại là cũng tại vì con mình nó thường á là hồi hồi mấy năm trước á, lúc mà không có bệnh á, thì sau ngày lễ Labor Day là khoảng ngày 5 tháng 9 á, thì mới bắt đầu tựu trường vô học. Thì
Năm nay người ta chỉ hỏi ý kiến thôi thì cũng chưa có quyết định gì hết. Thì theo như mấy ngày nay mình đi cho con mình đi học thêm á, thì mình thấy tình hình nó là như vậy. Không biết là những phụ huynh khác thì sao, còn bạn mình thì nó nói là chắc nó cho con nó học ở nhà luôn. Thì con nít nếu mà học ở nhà không á, thì mình phải ở nhà mình coi nó, mình phải cũng phải mở máy lên cho nó rồi để nó chắc ăn là nó đã gặp cô giáo nó ở trên trên mạng, thì cũng rất là mất thời gian. Rồi mà nó học ở nhà không thì nó cũng không có gặp được bạn bè nó, thì cũng nó cũng tội nghiệp cho nó. Cho nên là mình cũng mong là chắc sớm thế giới sớm được có tìm được thuốc chữa trị COVID-19 để cho các em và mọi người được trở lại bình thường, cuộc sống bình thường. Thì hôm nay là ngày ngày thứ sáu, là ngày ngày 7 tây tháng 8. Thì bên cạnh đó mình cũng muốn chia sẻ thêm một cái thông tin nữa là hôm nay là ngày cuối cùng để mà mọi người, mà những người mà thất nghiệp á, người ta biết là có chính phủ có gia hạn thêm tiền thất nghiệp 600 đô la một tuần nữa hay không. Thì hiện giờ bà con cô bác ở Mỹ thì người ta vẫn đang hóng cái thông tin này mỗi mỗi phút mỗi giờ luôn á. Thì hiện giờ thì vẫn chưa có thông tin, thì cũng đang chờ đợi thôi, thì mọi người cũng đang hóng thôi. Thì quý vị cũng biết là tình trạng thất nghiệp của nước Mỹ từ lúc dịch bệnh tới giờ thì con số nó càng ngày càng cao. Thì hy vọng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, thì hai bên đảng sẽ đi đến một cái quyết định tốt để cho người dân thất nghiệp ở Mỹ được một số tiền hỗ trợ để tiếp tục cuộc sống trong mùa dịch bệnh COVID-19 này. Thì hôm nay thông tin của Nga chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Quý vị nào lần đầu tiên xem kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ, xin hãy bấm nút like, nút chia sẻ và ấn nút chuông để ủng hộ tinh thần cho Nga nha. Nga xin cảm ơn quý vị rất nhiều và sẽ hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.